Bắt đầu nhá. Giới hạn đang phải thả hai cuối nhá. Khởi động lâu quá. Không, có 13 giây. Anh ra đây 10 giây là anh thắng rồi. Vấn đề là có trụ được 2 phút không? Tôi tay dài, tôi thắng được đấy, thử rồi đấy. Rồi. Cũng được. Bám chuẩn luôn. Rồi, anh cứ. Anh một về 23 giây là anh thắng. 25 giây. Từ 1 phút nó lên 2 phút lại khác. 35 giây rồi. Thả thì bới nha, thả nhá. Hơi mở lắp ra mà bắn lắp ra. Đấy, đúng rồi, rất đẹp. Anh em không? Thế này là đẹp, còn thế nào là đẹp nữa. Lao uyển chuyển chân thẳng. Chân thẳng, người thẳng. Bay ra hết tầm. Ê, các ông đu xích, các ông lại còn bảo không phân biệt được thế nào là đẹp, thế nào là xấu thì còn đu làm gì, đúng không? Đi này là bay này là đẹp này. Nhưng mà con nhất định cái ít cái này nên là đấy là không đẹp. Sao đẹp không oanh được? Oanh mầm ấy. Oanh sẵn là mầm ấy. Lộn nhưng mà chưa chắc đã đẹp. Bay kiểu này khác thì anh nhàn đi đâu? Anh mà đi còn im hơn, còn như ma còn đẹp hơn. Ma xích. Ma đu xích. Anh nhàn thì không. Mà cả mưa. Ôi mà cả mưa. Bộ tóc giả. Hôm nào buổi tối nhá, ra là bộ áo mưa. Mấy cái tăng giả mang ra bộ đó anh ngậm loa ra ngoài đấy. Có luôn. Dài ngoắc như cương thi luôn. Anh nhanh lên là đủ 8 lượt đấy. 43 rồi. Mấy lượt rồi, mấy lượt. Còn 15 giây đây, lượt thứ 8 đây. Là 4 vòng đấy. Nhanh lên. Đâu là số 8. Nhanh. Không có là 6. Nhanh. Không kịp rồi. Vòng này thứ 6 không? Vòng 10 vòng thứ 3 thế, đâu có 8, sao mà 8. Xem nhau thôi. Thả hết tay rồi.